Cũng giữ bé nó mới đỡ. Dạ, chứ không thôi ở đây là sát cái con rạch, mấy bé mà chạy ra thì nguy hiểm. Em coi kìa, cái phần mục mình chiếu gói kìa. Đồ đạc mình. Nồi bên đây là nồi gì cho em xem với. Nồi kho của anh. Đâu. Nồi cái gì kho gì? Cá này bầm ra nè, rồi dò dò để vô. À còn bên đây, bên kia. Chén tép. Tép, tép gông chậu dến á, chung với cái này này là có đó đó. Dạ Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị ạ. À. Hiện tại thì Bùi Hồ đang có mặt tại thị xã An Châu, huyện Châu Thành của tỉnh An Giang. Và theo được một số người dân giới thiệu á, thì có một cái hoàn cảnh của hai vợ chồng rất là khó khăn. Không có nhà để ở và hàng ngày thì hai vợ chồng cùng hai đứa con phải sống lạnh lẽo trong một cái ngôi mộ của một người bà đã mất cách đây mấy năm. Và để tìm hiểu thực hư về cái câu chuyện đó cũng như là có những cái phương án hỗ trợ cho hai vợ chồng cũng như là hai đứa con có một cái mái ấm, thì Bùi Hồ mời cô bác quý anh chị cùng theo Bùi Hồ vào sâu ở trong con hẻm ở trong này nha. Đây là một cái con đường mòn cũng khá là nhỏ. Và theo được anh này, anh chia sẻ rằng là cái hoàn cảnh của gia đình này rất là khó khăn. Hằng ngày các thành viên trong gia đình phải sống, sinh hoạt và thậm chí là ngủ nghỉ ở ngay cái nhà mồ đó luôn. Thì thật hư cái câu chuyện đó như thế nào á, thì Bùi Hồ cũng chưa có nắm rõ. Và cũng lội bộ vô đây cũng khá là xa, cũng khoảng vài trăm mét đó cô bác quý anh chị. Thì lội một hồi thì cũng hai anh em cũng tới nè. Hình như ban đầu em hình dung là ngôi mộ nằm trong nhà, nhưng mà hình như là đây là cái nhà mồ luôn hả anh Hồ? Nhà mồ. Dạ. Có nghĩa là cái nhà mồ làm cái nơi sinh hoạt luôn á. Là cái nhà mồ biến thành căn nhà để ở chứ không phải là ngôi mộ nằm trong nhà. Đúng rồi. Ban đầu anh em mình nhìn tưởng đâu là mộ trong nhà ha. À. Ồ. Oh. Chào chị. Ồ, cái bếp ga kìa nha. Ok. Cái bếp củi kìa. Dạ. Ồ, mấy bé ngủ đây luôn hả chị? Dạ ngủ đây. Anh trời. Ủa, hai bé nhỏ xíu à? Dạ. Bé này mấy tháng tuổi rồi? Dạ bé này được 1 tuổi, bé này 2 tuổi. Cho tụi em đeo này vô với chị. Dạ. Cái này là mít thu âm chứ không có gì ha. Dạ, Diễm My. Chị Diễm My hả? Còn anh? Quỳnh Công Tửng. Anh Tửng. Ờ, ngồi xuống đây đi. À. Anh bao nhiêu tuổi anh? Dạ, 37 rồi. Còn chị? Dạ, chị 32. Dạ, 32. Hai, à, hai chị ngồi xích vô đi. Ồ, có hai đứa bé. Trời, dừng kìa. Trước khi mà tâm sự với anh chị, Nhân có để ý không? Đây dừng một cái tấm chiếu nè. Một cái miếng bạc trắng nè. Một cái miếng bạc màu xanh nè, dăng được hai cái võng. Đấy không nhỉ? Dạ. Khủng khiếp ha. À, tức là chia sẻ với quý của chú anh chị thì đây là một cái nhà mồ. Hai anh chị chắc là đang ở nhờ đúng không? Dạ. Ở nhờ trên nhà mồ này. Dạ, nó không phải ở nhờ gì mà tại mẹ chồng. Ủa? À. Đây là mẹ chồng của mẹ chị. Mẹ chồng. Là mẹ anh đó ha. Dạ. Mẹ chồng. À. Dạ. Anh chị. Nhà cửa mình như thế nào mà mình phải ở đây? Dạ, đi cha mẹ đi làm xa anh, rồi nhà bị mưa nó sập, tại với lại nhà gỗ ngày xưa đó, rồi sập hết trơn, không còn gì hết trơn á, về là sập hết à. Rồi cái phần đất hiện tại này là ba mẹ có để lại cho mình đúng không? Dạ, ba thì xin ba cho ba ở gì đó, nói cô chú ở đây cho nhà này kia để ở đậu gì đó, thì ba cho. Rồi còn cái nền ở ngoài đây là nền gì chị? Là mình xin người ta, người ta cho á. Như chú bên kia phải thấy khổ ở tre vậy nè. Xin của người ta. Người ta nói là mình phải có cái nền, người ta sẽ cho ở trên, rồi xong đâu có tiền. Chú bảo ông đi xin cho. Tức là tính làm nhà đúng không? Dạ. Và cái đó là xin được cái nền. Dạ. Còn nhà thì giờ không có tiền xây. Dạ. Cho nên giờ ở nhà mồ. Dạ. Mà anh với chị là ở đây là bao lâu rồi? Dạ tháng mấy rồi. Mới về tháng mấy thôi anh, tại trọng ở trên đi làm Bình Dương. À. Hai vợ chồng em đi làm Bình Dương á. Ừ. Từ dịch tới giờ cái thất nghiệp. Ừ. Chồng em làm được bữa không, ta nghe ta nói là hàng xuất khẩu đi không được, cái này kia xuống ca không, rồi tiền trọ này kia, rồi con còn nhỏ em đâu đi làm đâu. Ừ.
ở nhà nuôi hai đứa hả? Nên anh đi làm không nổi thôi, rút về quê luôn. Dạ. Đúng không? Bị chú trò đuổi mới về. Chú trò đuổi hả? Dạ, tại vì không có tiền lắm tiền thì họ. Rồi mới về. Bây giờ về quê có gì ăn nấy, rồi thấy mấy cô chú rồi thấy khổ rồi cực. Trong đây hay mấy đứa nhỏ mưa tạt là ướt hết luôn. Tạt mấy bữa mưa, trời mưa là vô nước vô ẩm ẩm luôn. Rồi bây giờ hai anh chị làm công việc gì? Dạ mất hết giấy tờ rồi, đâu làm được gì đâu, về đây để nếu mà được ổn định chồng em đi xin vòng vòng đây làm đỡ đây. Chị là mới về đây chưa bao lâu hết hả? Dạ về được cái tháng mấy rồi. Một tháng mấy hả? Dạ. Dạ em xin phép bước vô đây nha. Dạ dạ. Sợ bé luôn. Ủa hai bé này có sinh đôi không là sao? Dạ năm một. Dạ năm một. Đứa hai hai nè. Dạ anh về cái 21 đứa 22. Tại vì nhìn á cái tạng cũng cỡ cỡ mà mặt y chang. Giống chan giống nhau. Mình tưởng là sinh đôi. Ừ. Không, 51. Ờ ngủ cạnh mộ vậy á. Nhưng mà lạnh thì sao không có quần áo gì mặc hết trơn vậy chị? Không có tại rồi nãy mới thấm xong. Bữa nay nó hơi nắng á. Rồi đem ra bữa nào phơi mới nấy tại vì mình đâu có móc thấy đâu. Còn ý không dám mặn. À. Ôi trời, đây là mộ của bà nội. Dạ, mộ bà nội. Vậy thì ông nội còn sống hả? Dạ, nội còn. Ông nội là năm nay là bao nhiêu rồi? Nội 62 tuổi. Là anh là có mấy anh em? Dạ, bốn anh chị em. Bốn anh chị em. Dạ. Thứ ba. Hàng ngày cái việc mà mình nấu ăn, nấu uống, rồi vệ sinh, rồi tắm rửa như thế nào ta? Ông chú ở bển chú cho mượn đường dây điện, cũng chú về thấy trong ngộ này đâu có đèn đuốc gì đâu, xong rồi ông mát bên kế bên đó ông cho kéo dây qua đặng cho mấy đứa nhỏ nó được sáng, với đường nước thì cái nhà cũ mình còn ấy đó, rồi câu chú đặng ông cho mượn cái ống nước thì câu vô đây xài chứ không có xài nước dưới. Rồi hiện nay là ông nội ở đâu? Ông nội trên Bình Dương đó. Ông nội đang làm ở Bình Dương. Ông nội không có làm mà ở với người gì em của anh. À, có nghĩa là anh với chị thì đã đi làm một thời gian. Nhưng mà sau này vì sinh hai bé rồi chị ở nhà giữ bé, anh làm kham không nổi cái cuộc sống ở nhà trọ với lại cái chi phí sinh hoạt hàng ngày. Nên là nữ phải rút về đây ở một tháng mấy nay. Đúng rồi. Vì anh chị về đây thì lúc mà suy nghĩ là về đây thì anh chị có nghĩ là mình làm cái công việc gì ở đây không? Có là suy nghĩ là tại vì giấy tờ chị mất hết rồi, không đi làm công ty được. Chỉ là nghĩ về đây rồi ai muốn gì sẽ làm đó. Như vậy thôi, đơn giản nghĩ trong đầu vậy thôi chứ giờ không biết suy nghĩ gì luôn. Khi bước về đây là chị nói thiệt, trong túi chị không còn đồng nào luôn. Chủ nhà trọ bả thương là bả mua xăng vô can xăng cho lên xe hai vợ chồng đi về đây thôi, chứ không có tiền gì hết trơn về tới đây luôn. Bả nói giờ cô cho con xăng đó rồi con cứ đi về đi. Chứ giờ thật sự giờ cô giúp đỡ con hết được rồi. Tại vì tiền trọ cô cũng phải đóng tiền cho người ta, thuế má địch mùa lum. Nếu mà cho ở lại nữa thì không được. Tại vì thiếu tiền trọ là 2 tháng. Trong vòng 2 tháng đó anh không có tiền để gửi. Tại vì sữa sùng hai đứa nhỏ rồi nãy kia. Bây giờ chị thiệt, chị cắt sữa luôn rồi. Đâu có tiền đâu mua sữa nữa đâu. Nghĩ chú rồi bú sữa mẹ thôi. Ừ, anh ở trên đó làm cái công việc gì hả chị? Làm công ty gỗ. Tháng được nhiêu? Miễn mà có tăng ca thì được 6 triệu mấy. Ủa vậy thì anh với chị không gỡ hai bé đi, chị cùng đi làm với anh. Chị ăn bé này nhỏ vô trường không được không rồi gửi ở ngoài cứ nghỉ đi 2 đứa 4,5 triệu. Dạ. Rồi công chị nếu mà xuống ca không là chị làm là chị gửi lương ta hết luôn rồi đó. Cho dạ. Nên chị hai chồng quyết định đó, anh ơi để em giữ qua năm sau đi rồi mình tính. Mà chị không nghĩ là ở trển bây giờ quá trời thất nghiệp. Công ty ảnh hàng quá đâu đi không được này kia đó. Rồi đành phải về quê thôi. Chị nói thôi về quê thì có gì đi ăn nấy. Mấy cô chú không gài đú đó đó. Là đi ăn xong cho cá ăn này kia vậy đó. Đi ăn đú người ta cho cá mình ăn. Hôm nay anh tìm được cái công việc gì để làm chưa? Dạ chưa. Tại vì mình mắc hết giấy tờ nhiều khi nó cũng mướn mình mà có giấy tờ nó mướn. Mà sao anh không về đây, mình có hộ khẩu đây mà anh không làm lại? Không, tại vì đi làm rồi. Mắc làm lại á. Đang làm hả chị? À, anh bị chênh lệch giữa khai sinh với hộ khẩu hồi ngày xưa làm giấy á. Rồi xong rồi đâu nghe nói là phải 3 tháng sau mới làm là qua Tết mới có thể làm giấy lại được.
Hình như là em nghe chị không phải là ở miền Tây phải không? Chị à? Không, chị miền Tây, quê Trà Vinh. Chị Trà Vinh hả? Dạ, Trà Vinh. Ở đây á, sống như vậy hai bé mũi cắn đồ dữ không? Mũi, mũi lắm, chút xíu tối lên là mũi dữ dằn. Ở đây là cạnh một cái con tên nữa, con rạch nữa, cho nên là mũi dữ lắm. Mũi lắm. Rồi văn mùng hay sao chị? Văn mùng. Cứ sụp tối là văn mùng à. Chứ không có để được. Nhưng cái chỗ này chắc nóng dữ lắm. Nóng. Cũng phải chịu chứ bước sao vậy? Bước vào là thấy không khí hầm hạp rồi. Hai bé là phải ở tròn như vậy. Được lắm. Ở trần không à, chứ mặc áo của nó chịu không nổi quá. Mà hình như sao bé này đắp chăn còn mền bên kia bé kia kìa. Không sợ lạnh hay sao á, gạch đi. Đắp là nó quạo à. Đắp là nó thức á. Dạ hả? Nó quen rồi. Nó quen rồi. Đắp là nó thức à. Trời. Khủng khiếp thiệt. Hai bé nó có quấy khóc gì không chị? Cũng có. Tối là chị đâu ngủ được đâu. Đây một phần nó đang bệnh nữa. Rồi về đây gió mưa, hôm dài mưa tạt vô á, nó đâu ngủ được đâu, cái nó quạo, nó khóc dữ lắm. Nhớ nhiều. Biết sao mấy bé mà mình, ví dụ như người lớn mình nó mà ở cạnh mộ như vậy á thì nói chung á là những nghĩa địa hay là mộ á thì cũng có phần âm khí nhiều. Là cái phần âm nó cũng nhiều tại vì người mất mà. Cho nên là người lớn mình còn đỡ chứ mấy bé mà ở đây lâu dài á thì nhiều khi nó không tốt cho mấy bé. Giờ chị chịu thôi chứ sao? Dạ. Sợ sức khỏe của mấy bé bị ảnh hưởng á. Mấy bé này nó uống sữa sùng chị không có mua rồi tụi nó ăn uống như thế nào? Chị pha trà đường với bú mẹ với cháo bịch đó. Mua cháo bịch pha chung với cơm nha. Hoặc là nấu canh rồi cho ăn cơm cho bé nó ăn. Ăn được thì mình mừng vậy đó. Anh Hồ có nhớ cái hoàn cảnh sáng nay không anh Hồ? Một bé, mình gặp một bé cũng hoàn cảnh cũng 4 tháng mấy à. Sữa mẹ không có, không có tiền mua sữa. Cũng phải đi cho bé bú trà đường. Giờ ở đây thì cũng thấy những hai bé nữa cũng uống trà đường nữa. Đó là cái giải pháp tốt nhất của những hoàn cảnh, những gia đình không có tiền. Dạ. Uống đường để nó dễ hấp thu và nó đỡ đói, chống đói đó. Thay sữa. Ừ. Rồi giờ mình có thiếu nợ, thiếu nần gì không? Không vay mượn đâu. Chỉ là thất nghiệp, có là nợ chủ trọ là ta cho hết á. Đi về đó, phải dạ. Cho hết luôn là đi mình đi về thôi chứ không thiếu nợ, thiếu nần gì. Tại vì qua ngày à. Chị có gì thì ăn nấy gì đó. Ở chợ ảnh cũng vậy nữa. Cô chú vòng vòng cũng thương, dãy trọ cũng thương. Giết rồi đúng cùng phải về quê thôi là khỏe nhất thôi. Chị à, cảm thấy về. Chị nói hai bé này mấy tuổi không rồi? Bé này 2 tuổi. Bé này 2 tuổi. Bé này 1 tuổi. Ồ, 1 tuổi với 2 tuổi. 1 tuổi hả? 1 tuổi. Trời. Anh chị lập gia đình là anh chị gặp với nhau thì lập gia đình lâu chưa? Có nghĩa là anh của chị đánh nhau 4 năm rồi. Do là quen biết hay sao chị? Quen trên mạng. Quen trên mạng. Quen trên mạng. Quen trên mạng. Rồi dòng họ của mình còn người thân nào không? Còn người thân mà ai cũng khó khăn hết chứ. Dạ. Còn phần mộ ở đây xây lâu chưa chị? Dạ cũng được. 4 năm rồi. Mẹ mất 4 năm. Bác thì mất vào năm 2018 mà tại ghi nhầm á. 2018 chứ phải 2008. Ghi nhầm. Ôi trời. Ghi nhầm á, bị mộ bia mà ghi nhầm á. Mộ bia mà ghi nhầm hả? Dạ. Ghi nhầm. Ghi đã đặt ghi ấy nhầm á. Rồi lúc mà mình gấp rút mình đem về á, đâu để ý đâu. Cái này là cũng cô chú là cũng cho rồi mới xây cái mộ của mẹ lên được chị. Có nghĩa là người ta cũng cho rồi mình mới xây. Đúng rồi. Dòng họ cho một mới vô. Tại mẹ cũng mất ở chỗ anh mang đem về đây. Tại vì mất ở trên Bình Dương á. Là 2018 hả? 2018. Ừ. Ở cạnh mộ như vậy có bao giờ mà nhiều khi mình nằm mơ mình thấy mẹ không? Vậy là sao? Chắc nặng con díu quá mẹ không cho thấy. Mẹ mất bây giờ cũng gặp. Chắc nặng con díu quá. Khi mà anh với chị sống như thế này nè, thì để con của mình sống như thế này đó, thì người ta qua lại người ta có thường dòm ngó hay coi người ta có nói này nói kia không? Người ta nhìn thì có nhưng mà ta thương chứ ta không có nói gì. Tại vì mình khổ thì mình chịu khổ thôi, ta cũng biết mà. Vòng vòng cô chú ai cũng biết hết trơn. Người như xin ta hô là nếu mà muốn được nhà thì phải có nền. Đó, cái mấy cô chú vòng vòng này nè là người ta hùng vô người chút ít thì người ta mua cho. Đặng có nền đặng để nữa, nếu mà xin được nhà thì sẽ dựng lên người cái nền. Người ta cho đó. Mình cái nền đó luôn nha. Dạ, đúng rồi, ta cho đó. Ngang bao nhiêu hả chị?
Dạ, ngang 4 dài 8 á. 4m dài 8m. Dạ. À, chắc hội từ thiện cho quá. Dạ. Đúng rồi, bên hội từ thiện cho. Giờ dự tính trong tương lai của hai anh chị thì những ngày sắp tới mình tính như thế nào? Là anh đi xin việc làm ở đây, chị cũng ở đây thì trời đi được gì ăn đó, sống qua ngày vậy đó. Chứ có lẽ là cái cách mà tốt nhất để kiếm tiền á là anh có thể bán vé số. Hàng ngày đạp xe, có xe thì đi bán vé số. Anh chị có xe, có phương tiện gì không? Có, hết xăng đậu bên đó. Có chiếc xe đi từ Bình Dương về có, đó có, hả? Có, à. Nhưng bán vé số cũng phải có vốn. Bây giờ là chị nói chia sẻ với lại hai anh em là chị nói không còn tiền luôn. Hết tiền rồi. Hôm nay thì gia đình mình ăn cơm với gì ta? Cá, mấy cô đổ dến cho. Đâu cho em xem được không? Chi bao gạo, thùng gạo đâu mình để đâu? Không, bao gạo đó. Cái này bao gạo của mình đây hả? À. Ồ trời ơi. Còn mấy lon này? Còn đâu? Em. Chắc không còn được nữa. Chắc còn được 2 lon quá nhân. Dạ. Có 2 lon à. Gạo này cũng người ta cho quá. Ta cho. Người ta cho nên có một cái túi nhỏ. Cá đậu dến á, rồi mình chiên tư lên tại vì mấy con nhỏ nhỏ này là hàng lớn nó ăn được, chiên nó mới ăn được, kho nó ăn được. Chị chiên rồi để đó, chiên hồi sáng thì sao? À, chiên để đó ăn cả ngày vậy đó. Cái này là sống chén của mình đây hả? À, để trên cao tại vì bé ở dưới. Tại dưới có mèo chó đúng không? À, đúng rồi. Rồi nồi bên đây là nồi gì cho em xem với? Nồi kho của anh. Đâu? Nồi cái gì kho chị? Cá này bầm ra nè rồi dò dò để vô. À, còn bên đây, bên kia. Chén tép, tép gông đậu dến á, chung với cái này này là có đó đó. Người ta cho chứ mình không có mua luôn. Người ta cho. Cho không à? Ở đây mấy cô chú thương cho mẹ cho à. Còn là nước tương, nước mắm, bột ngọt là mình để dưới đó đó hả? Dạ. Nước mắm là ở đây cũng được cho luôn là nấu tại nhà. À. Mấy cô chú nấu tại nhà không à, là đem lại cho đó. Dạ. Không có mua. Là chị? Còn cái việc mà tắm rửa là có nhà bên kia ké. Có. Mình kiểm tắm nhờ. Ừ. Còn đi vệ sinh rồi cũng nhờ luôn. Có. Bây giờ mới chú bác rồi mới cho xây bên đó đó, chi thức phẩm là phải đi qua bên đó hoặc là đằng Nhân ơi, em thậm chí là thấy cái bếp củi kìa Nhân. Dạ. Cái bếp củi bằng mấy ông táo á. Bên kia là nồi gì á chị? Cái nồi không à. Còn mình nấu cơm, nồi cơm đâu? Nồi cơm đây nè. Nồi cơm nó bị chở chở từ Bình Dương về bị lủng ở bên kia luôn mà nấu đại á. Sợ điện muốn nhất luôn mà chạy nấu đại vậy đó. Ờ, điện này là mình truyền từ đâu ta? Từ nhà bên của dạ, chú bên kia. Mình kém đây. Là thấy thương ta cho mình kéo nhờ. Nói chung là dây điện, ổ điện là ta cho mượn hết. Anh Hồ nhìn cái nơi ở đây á là một cái nhà mồ có sẵn cái hàng rào. Dạ. Giống như là cái chuồng cho mấy bé mà người ta hay bỏ mấy bé vô để giữ mấy bé đó. Chị cũng nhờ vậy á. Cái chuồng gỗ á. Dạ. Nhờ vậy mà nước nè cũng giữ bé nó mới đỡ. Dạ, chứ không thôi ở đây là sát cái con rạch. Là mấy bé mà chạy ra thì nguy hiểm. Em coi kìa cái phần mùng mền chiếu gói kìa. Đây là đồ đạc mùng mền chiếu gói. Đỡ cho anh mang về. Đâu có chiếu đâu. Không có. Đó là những cái ba lô mà chị xách từ Bình Dương chạy về á. Dạ. Đúng không anh? Đúng rồi. Dạ. À, lúc trước anh ở trọ á. Đây, hỏi thiệt anh chị nè, cuộc sống bây giờ nó khó khăn như thế này đó, thì đối với anh chị có cái ước muốn nào trong cái cuộc sống không? Và thời gian dự định sắp tới á, là anh chị sẽ sinh sống ở tại chỗ này luôn hay là sẽ đi lên Bình Dương làm sau khi đầy đủ giấy tờ? Không, chị không nghĩ đi lên Bình Dương lần nữa đâu, chị sợ rồi. Nếu mà có giấy tờ thì chị xứ quê mình cũng có công ty á. Chị nếu mà vô làm được công ty ở đây thì chị làm ở đây à, chị không nên quay lại Bình Dương nữa. Đối với cái môi trường sống mà nó đầy rẫy sự lạnh lẽo như thế này, tụi em vô đây á, thì ban ngày thì nó cũng đỡ sợ đi. Nhưng mà một khi mà trời chập tối xuống á thì nó rất là buồn tẻ nè. Thậm chí là có phần sợ sệt thì chị... Cưng vô bây giờ là đỡ á. Ngày đầu tiên vợ chồng chị về đi làm là nguyên một vườn cỏ. Cỏ với một đống cây mà dạng như nhà mình sập xuống rồi á. Còn dữ nữa, lúc đó là không có đèn luôn mà. Không có đèn gì hết trơn á. Vô đây cái đi xin đèn rồi qua vậy đó. Rồi xong rồi mấy cả tuần sau rồi dọn từ từ như mấy được đỡ như thế này thôi đó. Chứ không là còn dữ nữa. Vô đây sợ lắm. Sợ. Nhầm người lạ là vô đây sợ. Sợ. Đúng rồi.
Tại vì mình quen trong nhà thì đỡ thôi, với người lạ vô là sẽ sợ lắm. Người lạ vô là sợ. Đúng rồi. Chị có ước muốn gì trong cái cuộc sống của mình thời gian sắp tới không? Chị bây giờ chị chỉ cần anh Cưng có việc làm rồi xong rồi lo cho con cái được đầy đủ thôi, chứ thấy tội quá. Mình sanh được mà mình lo không được, tội. Đúng rồi. Mà nãy giờ em quên hỏi một câu á, là chị cũng có quê hương ở Trà Vinh. Vậy tại sao anh với chị không về Trà Vinh sống mà lại chọn cùng cuộc sống ở là lẻo như thế này? Về Trà Vinh cũng khổ y chang vậy, nhà chị cũng nghèo á. Chị ở quyền nào của Trà Vinh ta? Cầu Kè. Cầu Kè Trà Vinh ha. Ba chị cũng nghèo, có mình chị là con à. Đó. Rồi ba giờ hiện tại cũng đang đi làm hồ xa nữa. Chị quen với anh qua mạng á, thì sau này là đi làm công ty mới gặp hay sao? Đúng rồi, quen qua mạng rồi chị đang đi làm rồi anh cũng đi làm rồi gặp nhau đó. Gặp nhau rồi thương nhau luôn. Duyên nợ. Mà thật ra thì khi một người phụ nữ nào á, kiếm cũng trước khi muốn lập gia đình á, chia sẻ với anh tí xíu là người ta cũng tìm hiểu về cái cuộc sống gia đình đó, coi người chồng của tương lai của mình nó có khá giả, có đỡ hơn tí không. Thì lúc đó chị biết cái cuộc sống anh nghèo khổ cũng khó khăn á, thì vì sao chị, cái duyên nào mà chị lại chọn anh? Chị không suy nghĩ nhiều đâu, chị là nếu mà hai vợ chồng sống nhau khổ cực cỡ nào chị cũng chịu được, miễn sao mà hai vợ chồng cảm thấy hạnh phúc là được. Đồng tiền thì mình có thể kiếm được nè, chứ hạnh phúc khó lắm. Mẹ thương mẹ, chú kìa, chú kìa. Buổi tối ăn mua mẹ khóc tiếng hoa hoa. Thôi mẹ thương đây, mẹ thương mẹ đừng. Thôi nè, chú la kìa, Thôi chú la kìa. Thôi con. Kìa, đó, chú la đó. Nó đụng dưới đầu của cái lăng lăng kìa. Nó giật mình là nó giật. Nên mỗi tối cũng vậy nữa. Ôi mẹ. Cô la vậy, anh hiện nay thì mình đã có vốn bao nhiêu từ một người duyên góp với nhau rồi? Trời ơi, nói chung là được có bốn triệu mấy thì bên tiệm người ta có thành thử em thấy là đằng sau là trắng gạch ở ngoài trước là đổ đa, ngoài trước nữa là cát, là có nghĩa là hết tiền. Có vốn làm đến đâu làm đến đó. Mà con đến rồi, lên chú là bé cho nó bé nó im lặng. Mẹ thương kìa, đi ngoài đi. Thôi nến, nó nến. Giật mình vô mình. Dạ con. Nhưng mà ở Bình Dương. Bé này cũng có luôn hả? Dạ. Có nghĩa là lúc ở nhà cậu Bình Dương nó cũng có nha. Mẹ thương. Rồi nến đi nè. Tên gì em quên rồi ta? Hai bé tên gì? Bé là Phúc. Phúc Lộc. Ba tên gì? Ba tên Tửng. Tên chữ Tửng, chữ Tấn mà thành nó hỏi chữ Tửng á. Tửng chứ không phải là chứ không phải là Tửng nha. Mọi người nên xác định. Mà miền Tây mình thì chắc chắn là sẽ kêu thành Tửng Tửng. Đúng rồi. Đúng rồi. Chia sẻ chút một xíu về cái nhà của anh ha. Thì anh hiện nay là em thấy tụi em nhân thấy là một cái nền ở ngoài kia đó, là do cô bác anh chị là người ta gom tiền lại cho mình được 4 triệu mấy để mình cuốn cái nền lên. Tại vì bên đội từ thiện là có hứa rằng là có được cái nền thì người ta mới cất cái phần ở trên, đúng không? Đúng rồi. Tại vì em biết bên An Giang là như vậy á. Mà hiện nay thì đã 4 triệu mấy chị xây được bao nhiêu đó thôi. Còn thiếu tiền để mà mua gạch thêm, đổ cát thêm để mà làm luôn nốt cái phần còn lại. Phần còn thiếu khoảng nhiêu ta? Cái đó là do thợ anh đó đó, anh xây giùm luôn đó. Anh nói là anh giới thiệu hoàn cảnh của mình cho em á. Anh xây giùm cho luôn đó, anh không lấy tiền công luôn, thấy khổ quá không lấy tiền công gì hết luôn. Thôi nè, cảm nhận em
nhiên nao nao lòng không? Con bé tự nhiên giật mình cái gì mà khóc á. Tức là ở Bình Dương thì bé không có bị, nhưng mà về đây thì mới bị. Ngay từ đầu cũng thấy hai bé nằm ngủ ở đây thì em cũng thấy cũng tội cho mấy bé đó. Giống như là không có tốt cho mấy bé, cũng không nên. Và vì hoàn cảnh mà, nên hay bị giật mình là vậy. Con nít mà gặp cái vụ cái phần ấm nhiều á, hoặc thì dễ bệnh, tối dễ giật mình. Thôi giờ như thế này ha, cái phần nhà đó thì tùy duyên, cái đó thì tụi em chia sẻ, thì nếu như mà hy vọng rằng cái nhà cũng sớm hoàn thiện. Yeah. Nay em với anh Hồ tới đây thì gửi cho gia đình chút ít mua sữa cho mấy bé trước, mua sữa cho uống ha. Yeah. Chứ uống trà đường hoài cũng không tốt cho sức khỏe. Chị cảm ơn. Dạ. Em gửi trước chút đỉnh nha anh Hồ. Em gửi đi. Dạ. Nhân sinh trích từ quỹ hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn thì nhân xin chân thành cảm ơn là Tuyết Mai, Ngô Tú. Nhân trích là 100 đô Mỹ, Trần Mẫn 100 đô Mỹ, một mạnh thường quân giấu tên là 500 nghìn. Tổng cộng em gửi cho gia đình mình là 5.100.000. Dạ. 5.100.000 ha. Dạ. Cảm ơn. Dạ rồi em gửi cho gia đình. 5.100.000. Tại vì mạnh thường quân nha. Dạ. Anh trích của chị Quỳnh ở Mỹ gửi cho gia đình của chị 1 triệu ha. Chị Quỳnh ở Mỹ. Đúng rồi. Dạ, chị Quỳnh ở Mỹ. Xin đại diện chị Quỳnh ở Mỹ gửi cho gia đình 1 triệu nữa. Dạ. Em cảm ơn nhiều. Trời ơi. Nên đi con. Có sữa uống thôi. Mua sữa cho mấy bé uống ha. Dạ. Dạ. Tại vì như thế này nè, anh em của tụi em đi cũng nhiều cái hoàn cảnh khó khăn lắm. Dạ. Có những hoàn cảnh không còn sức lao động nữa. Dạ. Dạ thì rất là đáng thương. Và hôm nay tới đây thầy gặp anh chị thì hoàn cảnh cũng rất là bi đát, nhưng mà thực sự thì chị cũng còn khỏe. Ừ. Anh cũng còn sức lao động. Đúng rồi. Cho nên là tụi em cũng xin phép giúp chút đỉnh đi mua sữa thôi. Dạ, chị cảm ơn. Ngày tới có giấy tờ rồi thì anh cũng cố gắng đi làm. Rồi, chị cảm ơn. Dạ. Dạ. Cũng mong là cái thời gian sắp tới thì được cô bác với anh chị mà cùng chung tay nhau để mà cho anh chị có một cái máy ấm dù nó đơn sơ nhất á. Dạ. Chị có thể nói em cảm ơn mạnh thường quân với mấy anh mấy chị, thì em giờ em cũng biết nói gì hơn nữa, mà được giúp đỡ vậy là em mừng dữ lắm rồi. Có thể hoàn thiện được cái nền nè, có chỗ che nắng che mưa mấy đứa nhỏ nữa. Chứ em nói thiệt, mấy bữa mà trời mưa nhìn tội lắm. Nước chạn vô á, nhìn tội lắm, nó tạt ở ngoài vô á. Nhìn không biết sao nhưng mà phải gán thôi. Anh khóc nè. Tức là anh xích qua đây đi anh Tuấn. Xích qua đây đi anh. Một người sao anh lại khóc? Mà khóc thì phải biết là nỗi đau cũng không có nhỏ. Anh lại ngậm ngùi kìa. Để cho anh chị đi. Anh có thể nói hết cái nỗi niềm của mình cũng được, hoặc là anh có thể mình chỉ ao ước được cái nhà nó đàng hoàng như thôi. Ước có cái nhà đàng hoàng đúng không? Dạ. Dạ. Nhưng mình không ước ao gì thêm chứ. Một người đàn ông anh Hồ thì thực sự là khi mà gặp nghịch cảnh thì chịu đựng tốt hơn người phụ nữ cũng rất là nhiều, bởi vì bản chất mà. Nhưng mà hôm nay nhận vài triệu thôi nhưng mà anh khóc thì tức là có những cái sự dồn nén nó cũng quá sức rồi đó anh Hồ. Người ta thường nói một cái câu á là người đàn ông thì nó khó gây lợi lắm, mà chắc có lẽ là anh cảm nhận được cái sự uất ức ở trong lòng anh rằng là mình không lo được cho đúng, con. Đúng, đúng. Anh không lo được cho vợ và hai con phải để sống ở trong cái môi trường như thế này nè. Dạ. Anh từng có thể chia sẻ hoặc là nói lời nào cô bác quý anh chị để cho cô bác quý anh chị hiểu hết cái hoàn cảnh gia đình của mình, những cái khó khăn của mình đã từng trải qua như thế nào? Lúc trước á, là mình Dương con ở nè. Cái gặp vợ là được một năm mấy vậy á. Cái nói là gia đình anh nghèo lắm, thì mới đồng ý vậy, giống như anh không? Cái vợ mới đồng ý nói là đồng ý. Đòi đi về đây nè, mà đâu có nhà cửa sập hết trơn, đâu có dám về đâu. Ngày là hết dịch mới đầu cái hai chồng mới xách xe chạy về. Là mất giấy tờ hết trơn luôn á. Là anh chị có tổ chức đám cưới không? Dạ không.
không có được tổ chức đám cưới đúng không? Ừ. Là có nghĩa là anh vì thương chị nên anh đi hai người ở chung với nhau luôn chứ chưa có một cái đám cưới hỏi đàng hoàng nào. Chưa. Chị cũng không cần đâu. Miễn sao hai vợ chồng sống với nhau hạnh phúc là được rồi. Khổ nhưng mà con cái chị buồn là nó lo được cho con thôi. Từ ngày đến với nhau đến bây giờ đó, có khi nào anh mà nặng lời với chị không? Không. Như hả? Chị có những lúc buồn chị nói hơi ấy thôi, chị sợ anh buồn đâu chứ anh không khi nào mà nặng lời với vợ với con đó. Và những khi mà ở đây nè, thì có khi nào anh thường thổ thẻ với chị những cái câu chuyện mà anh chưa làm được với chị không? Có nói, nhưng mà chị nói thôi, gì qua rồi thì qua, giờ trước mắt là mình cố gắng thôi cho con thôi. Nếu mà được cây nhà thì mình mừng, còn không thì cứ ở vậy đi. Chị về đây là chị không nghĩ là sẽ được nhà hay là này kia, chỉ là kêu anh là thôi mình về dưới mình che căn chọi cái mộ mẹ hai vợ chồng mình sống. Tới đâu thì tới, em chịu hết, cái gì cũng được hết á, miễn sao hai chồng sống hạnh phúc thôi. Đó. Lúc mà chắc anh nghe được cái câu chị, cái câu nói của chị chắc anh mát lòng đó. Nên hai vợ chồng về đây dù có khó khăn như thế nào á, cũng không có hờn giận gì nhau á. Cái nơi sống khá là ẩm thấp luôn. Miễn nói tới là anh tưởng anh lại buồn. Anh đó giờ anh không có khóc đâu. Vậy hả? Ồ, không có khóc đâu. Mà hôm nay anh khóc á. Ổng cứng gắn lắm, ổng cỡ nào cỡ. Ổng chứ khóc đâu trong lòng với chị không biết. Bữa nay mới thấy khóc á. Có nghĩa là đối với trước mặt của chị thì anh tỏ ra cứng gắn để mà bảo che chở cho chị. Cỡ nào cỡ. Nhưng mà hôm nay ngậm ngùi quá nên anh phải gơi lợi luôn. Vậy chắc anh em mình cũng rời khỏi đây ha anh Hồ, cũng kết thúc câu chuyện ở đây. Hy vọng rằng một chút hình ảnh chia sẻ này giúp cho anh chị sớm có cái mái ấm. Tại vì người lớn mình thì chịu đựng được á, còn hai bé này nè thì ở đây nhiều nó cũng không có tốt, và sức khỏe hai bé em sợ bị ảnh hưởng, cho nên là hy vọng có cái mái ấm che nắng che mưa cho gia đình ha. Thôi chúc cho mọi điều thuận lợi với lại may mắn nhất đến với gia đình mình ha. Dạ, anh chị có số điện thoại không ta? Dạ. Có. Anh chị có thể đọc cái số điện thoại qua thông qua clip của tụi em để mà cô bác anh chị có giúp đỡ có thể liên hệ trực tiếp được với anh chị luôn. 092 092 nhân bấm luôn luôn đi. 092 092 dạ. 421 421 0013 chị đọc địa chỉ luôn đi. Chị không biết địa chỉ ở đây. Ở đây nè, thị trấn An Châu, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang. 092-421-0013. Ừ. Dạ. Rồi em nói lại với lại Mạnh Thường Quân cũng như anh em mình kết thúc. Dạ. Cũng rất là cảm ơn quý Mạnh Thường Quân đã luôn đồng hành cùng với anh Bùi Hồ, cùng với Nhân trong những hành trình giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn như thế này. Thì cũng một lần nữa chân thành cảm ơn và hy vọng rằng quý khán giả, quý cô chú anh chị cũng luôn đồng hành cùng với những video tiếp theo. Bé dậy rồi. Ừ. Khóc nữa, khóc nữa hả? Con mặt rồi. Ôi trời ơi. Xây kia. Tết. Bé không có mặc quần. Rồi thôi, chắc anh em mình kết thúc video đây ha. Rồi. Chào gia đình mình ha. Cảm ơn nhiều. Chúc sức khỏe anh chị ha. Rồi.